Xin chào toàn thể các bạn nhá. Công ty điện tử Nghe Nhìn Hải Tâm nay sẽ giới thiệu đến các bạn một dòng sản phẩm camera ngụy trang siêu nhỏ mới nhất năm nay. Đó chính là chiếc camera ngụy trang USB. Đấy, như các bạn nhìn thấy đây nó là ghi mini camera này. Đấy. Đây trên hộp sản phẩm này các bạn nhá. Đây trên hộp sản phẩm này. Đấy, đây chính là sản phẩm của chúng tôi này. Đấy, các bạn nào mà đang tìm hiểu một cái dòng camera ngụy trang nhá, mini nhá, thì các bạn nên tìm hiểu qua về sản phẩm này. Dùng nó rất là hữu hiệu. Đấy, hiệu quả rất là cao nhá. Ngụy trang cực kỳ là kín đáo đây. Tiếp theo đó gồm còn có một cái móc treo này. Đấy, móc treo giúp các bạn có thể treo làm vào móc chìa khóa này hay chẳng hạn này. Đấy. Thì trước tiên đi vào hướng dẫn sử dụng cái thiết bị này thì các bạn nào có nhu cầu sử dụng hoặc là quan tâm đến sản phẩm này thì các bạn alo trực tiếp lên số điện thoại 094 226 2345 để chúng tôi có thể tư vấn và giải đáp mọi nhu cầu thắc mắc của các khách hàng về sản phẩm này nhé. Đấy, hoặc là các bạn nào đang xem kênh YouTube Đăng Phát này, các bạn alo trực tiếp đến các bạn đang xem video này trên YouTube thì các bạn nhanh tay đăng ký kênh YouTube Đăng Phát để được miễn phí ship trên toàn quốc khi mua hàng. Cũng như các bạn có thể kết bạn qua Zalo, Facebook để mua hàng đúng cái sản phẩm chính hãng nhất bên mình. Đấy. Thì một bộ sản phẩm nó gồm ngay thôi nhá các bạn nhá. Còn một cái sách hướng dẫn nữa, nhưng mà các bạn nào đang xem clip này thì không cần sách hướng dẫn. Đây. Để sử dụng nó thì các bạn cần chuẩn bị cho mình một cái thẻ nhớ, một chiếc thẻ nhớ nhá. Thẻ nhớ là tối đa là 64GB. Đấy. Thì đây là mình nói sơ qua về mắt cam này. Đây là mắt camera nhé, mắt camera sẽ nằm ở bên dưới các bạn này, mắt camera đây. Đấy, đây là nút công tắc để bật mở nguồn này. Đấy, còn đây là đèn tín hiệu này, đây là cái chân sạc cũng như là chân để cắm vào cái lối với máy tính để lấy dữ liệu này. Ok, cắm thẻ nhớ này. Đấy, bình thường nó là như này, khi bạn quay thì mới đầu quay thì bỏ ra để nhận biết đèn tín hiệu và quay cái mắt cam này về đối tượng mình muốn quay này. Đấy, để chuẩn bị một cái thẻ nhớ 64GB nắp vào. Bao nhiêu GB cũng được nhá, nhưng mà tối đa là 64GB nhá. Đấy, khi sử dụng thì các bạn để nó vào đây này. Đây này, các bạn nhìn này, nhìn tay mình nhá. Khi để đúng chiều là mình có thể đấy, cái thẻ này còn để ngược chiều là không thể cắm được thẻ vào nhá. Đấy. Khi các bạn để ý này, ấn vào này. Đấy, nó tạch một cái là nó vừa khít cái miệng này luôn, rất là kín đáo. Còn khi muốn quay đây, các bạn đã như này các bạn bật nguồn đây này, bật nguồn là dí nút trên này nhá. Đây các bạn này, hai nút này là khác nhau nhá, cái nút này là nó không có vòng tròn giữa, cái nút này có một vòng tròn giữa này. Các bạn để ý này, mình nhìn thao tác mình ấn này, dí liền nó sáng đấy, nó sẽ sáng cái đèn này lên. Khi dí cái đèn này sáng này lên là nó là đèn chờ nhá các bạn nhá, đây là đèn chờ, được chưa ạ? Khi muốn nó phát này, các bạn bấm liền 2 giây này. Đấy, khi trong thời gian quay là cái cam này nó sẽ nhấp nháy như này nhá. Được chưa? Còn các bạn sợ lộ thì các bạn như này. Được chưa? Đây, các bạn như này. Nó lại là một cái USB bình thường. Đấy, không có một đèn nhất gì phát ra này. Được chưa? Không có một đèn gì phát ra nhá. Bây giờ muốn dừng nó lại nhá. Bây giờ muốn dừng nó lại nhá. Thì các bạn ấn một lần vào đây này. Ấn một lần vào, đấy nó về chế độ chờ được chưa? Đấy, ấn một cái này là chụp ảnh được chưa? Ấn một cái này là quay rồi. Đấy, thì nó mình sẽ bật lên kết nối với máy tính cho các bạn xem trực tiếp hình ảnh và âm thanh luôn. Cái thiết bị này là vừa thu được hình vừa thu được tiếng luôn các bạn nhé. Đấy, bây giờ muốn dừng nó lại này, dừng nó lại và tắt nó đi này, tắt nó đi các bạn dí liền này. Đấy, được chưa? Đấy, bây giờ thì nó lại trở về một cái USB bình thường, vẫn có thể copy dữ liệu bình thường. Đấy, bộ nhớ nếu các bạn lắp cái thẻ 64GB thì nó lại thành một cái USB bộ nhớ 64GB, rất là tiện lợi. Đấy, sử dụng cái thiết bị này thì nó là một cái chiếc camera giấu kín cực kỳ độc đáo cho tất cả những ai mà đang sưu tập hay là đang muốn sử dụng các dòng camera siêu nhỏ ngụy trang. Thì đây chính là cái sản phẩm được tối ưu nhất cho các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ cắm nó vào máy tính này. Cắm nó vào máy tính này để lấy dữ liệu cho các bạn xem. Được, đây.
Đây, mình sẽ vào phần cho các bạn xem. Đây, nó sẽ là ở ổ USB này. Đấy, thì nó sẽ ra hai phần này. Đây là hình ảnh, không hình ảnh này. Đây, nó sẽ ra hai video vừa mình quay này. Các bạn để ý này. Video này thu được cả hình cả tiếng luôn nhé. Đấy, khi trong thời gian quay là cái cam này nó sẽ nhấp nháy như này nhá. Được chưa? Rồi các bạn xóa lỗi cho bạn nhé. Các bạn nhìn cái dòng thời gian và ngày giờ đây, tí mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh đúng ngày giờ thời gian luôn. Không có một đèn nữa thì phát ra này. Không có một đèn nữa phát ra nhé. Bây giờ xem video thứ hai này. Đây bây giờ quay này. À có một cái là quay rồi. Được chưa? Cả hình cả tiếng luôn nhá, rất là rõ nhá. Bật lên kết nối với máy tính cho bạn xem. Ok. Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh cái dòng cái thời gian và lấy nó sai. Đây. Như các bạn nhìn thấy này. Thời gian đây là mùng 1 tháng 1 năm 2016 đúng không ạ? Đấy, 11 giờ 15 thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh ở đây nhá. Đây, các bạn quay trở lại này. Đây, ở cái phần này thì nó sẽ hiện ra chữ time này này. Đấy nhá, các bạn ấn vào cái phần ổ USB nó hiện ra chữ time. Đấy, thì đây các bạn chỉ cần ghi đúng ngày tháng năm này nhá. Đây là năm đầu tiên này. Năm thì mình ghi là năm 2019 này. 2019. Đấy, hôm nay là ngày bao nhiêu? Hôm nay là ngày 19. 19 tháng 6. Đây là tháng 6. Đây là ngày 19. Đây là giờ, còn bên này là giờ nhá. Các bạn sửa giờ đúng. Bây giờ là 08 giờ 32 phút. Đấy, được chưa? Sau các bạn Ctrl S để lưu nó lại nhá. Đấy. Thế là ok. Đấy, các bạn hoặc là như này, các bạn ấn save nhé. Khi các bạn ấn xong, các bạn chọn file save. Đấy, là ok. Là đúng ngày giờ, khi các bạn quay là đúng ngày giờ tháng 5 luôn nhé. Đấy. Thì hoàn toàn sử dụng cái thiết bị này nó chỉ có như vậy thôi nhé. Rất là đơn giản, dễ dùng và hiệu quả cực kỳ là cao. Đấy, nên các bạn nào có nhu cầu mua cái sản phẩm camera ngụy trang USB như này thì các bạn hãy nhanh tay alo trực tiếp đến số điện thoại 0942262345 cho mình để mình có thể gửi đến cho các bạn những cái mặt hàng, những cái sản phẩm đúng chính hãng như mình đang quảng cáo này. Đấy, được chưa? Hãng bên mình có bảo hành trong vòng 1 năm các bạn nhé. Đấy, các bạn có nhu cầu mua hàng alo trực tiếp lên số điện thoại 0942262345 để được mua hàng đúng với chất lượng sản phẩm như mình đang quảng cáo. Các bạn mua hàng bên mình được kiểm tra hàng trước khi nhận nhé. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.